một siêu phẩm máy dầu, một kiệt tác máy dầu đó nhá. Con này của em lúc mới là tiền tỷ, bây giờ thì giá là còn ngang và thậm chí là thấp hơn một con Kia Morning luôn. Đấy. Và chiếc xe về độ đẹp, về độ zin thì sao? Vâng, thì cũng đảm bảo và cam kết cho mình là xe không lỗi lầm và máy của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Máy số của xe là vẫn còn zin, thậm chí là zin từ lắp tận cò luôn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Vâng, các bạn nhìn xem nhá. Một chiếc xe máy dầu số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đấy, với phiên bản là cũng là phiên bản đủ rồi. Có chìa khóa thông minh, đề lỗ start top. Các bác nhìn xem nút đề lỗ của xe vẫn còn rất đẹp như này. Con này đi ít lắm, con này giữ gìn lắm các bác nhá. Cho nên là chiếc xe bây giờ vẫn còn rất mới luôn, rất mới so với đời các bác nhá. Đấy, có điều hòa auto, đầu đài màn hình giải trí nguyên bản theo xe, vô lăng tích hợp phím điều khiển, có đàm thoại rảnh tay. Đấy các bác nhá, đây này, ưu tiên toàn vô lăng 4 chấu. Các bác nhìn xem vô lăng của xe vẫn còn rất đẹp. Một bộ ghế da zin nguyên bản theo xe và vẫn còn rất là căng các bác nhá. Đấy. Có xe Hyundai Santa Fe 2009. Đấy, từ 2009 đến bây giờ mà các bác nhìn xem ghế da của xe là vẫn còn được ok như thế này. Đấy, trần lý của xe rất mới đây, có cửa sổ trời các bác nhá, có cửa sổ trời luôn. Đấy, vâng, túi khí an toàn nằm rất nhiều nơi đấy ạ. Và tắp đô đây các bác nhìn xem này, em quay gần một chút để thấy cái tắp đô xe nó đẹp như nào. Quá đẹp luôn phải không ạ? Quá đẹp luôn, quá đẹp so với cái đời 2009 luôn. Và chỗ này được sơn vân gỗ rất sang quá. Và sàn của xe thì nó là sàn lý nhá. Đấy, các bác nhìn xem lý ở dưới đây nó vẫn còn được mới được đẹp như thế này cơ mà, đúng không ạ? Và những cái khóa cửa đấy, các bác nhìn xem này. Đấy, vẫn còn rất là sáng như thế này cơ mà. Rất sáng như thế này cơ mà. Thân vỏ gì rất là cứng dày các bác nhá. Đấy, xe 7 chỗ ngồi, máy dầu. Các bác nhá, máy dầu số tự động, 7 chỗ ngồi. Và trang bị thì có 3 dàn điều hòa các bác nhá. À, 3 vùng điều hòa, 2 dàn và chia ra là 3 vùng điều hòa các bác nhá. Đấy, 2009 con này của em thì nó là máy mới, nó là form mới, na răng mới rồi. Đấy, đèn mới và mặt nạ ga lăng của xe cũng là mặt nạ ga lăng mới rồi các bác nhá. Đấy, nó không phải là cái đời 2006 đến 2008 nữa, à, nó là cuối 2009 rồi, cho nên là nó lên form mới các bác nhá. Vâng, các bác nhìn đi. Đấy, keo chỉ của xe là vẫn còn đây này. Đấy, những cái gioăng cửa xe quá đẹp luôn, kính của xe không hề bị xước và đã được bọc dán hết rồi. Làm con xe nó quá đẹp so với đời luôn. Các bác mình cùng theo dõi đón xem trong clip này để mình thấy được độ đẹp của chiếc xe Hyundai Santa Fe này của anh em các bác nhá. Này, các bác nhìn xem. Da này, sờ ít, cầm ít. Đấy, đi ít nó mới được ok, mới được đẹp như thế này các bác nhá. Đẹp như này các bạn. Các bác nhìn đi. Ghế da của xe này. Ghế da gần như là không có người ngồi mấy luôn, cho nên là mới được ok, mới được đẹp như này. Căng như này đúng không ạ? Cái dòng Santa Fe mà đời này em thấy thì bộ ghế da nhiều con là may hết lại rồi. Và máy của xe thì gần như cũng đã làm rồi, nhưng mà con này của em sao? Các bác có thể thấy là chưa hề làm luôn, chưa hề động luôn đúng không ạ? Thân gầm vách, cái phần vỏ của xe là không hề bị mục mọt nhá. Có cửa gió thổi về hàng ghế phía sau nhá. Đấy, và đây các bác nhìn xem là nó có sấy sửa ghế nằm ở đây nữa này con này. Đấy, nội thất của xe rất là rộng. Sàn đây các bác nhìn xem. Sàn thậm chí là không bụi luôn đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn xem này, sàn đẹp chưa? Đấy, sàn thì ở dưới nó quá mới luôn này. À, con xe rất đẹp luôn so với đời. Đây là hàng ghế phía sau. Đây là hàng ghế phía sau nhá. Đây các bác nhìn xem này, hàng ghế phía sau đây. Đấy, ghế này mình có thể nâng lên hạ xuống và cái mặt nỉ của xe các bác nhìn xem, mặt nỉ của xe vẫn còn rất là mới như này, rất đẹp như này này. Đấy, mới đẹp chưa các bác? Các bác cảm nhận gì về chiếc xe này các bác ơi? Các bác mình cảm nhận gì mình có thể comment phía dưới nhá. Và các bác mình có thể là hỏi em gì ở phía dưới luôn, hoặc là mình để muốn nhanh gọn mình gọi điện như là nhắn tin đi bên em, đấy, kết bạn Zalo bên em để bên em tư vấn đẹp dễ dàng hơn, kỹ càng hơn các bác nhá. Ở phía sau này thì các bác thấy là có những mắt cảm biến chống va chạm và có hai bô luôn đúng không ạ? Đấy, con này của em là bản MLX, hồ sơ thì cũng đã được rút cầm tay rồi các bác nhá. Anh đèn của xe thì nó lên đèn mới như thế này rồi. Đấy, cốp sau to, đồ thoải mái cho mình luôn này. Đấy, đèn đóm trước sau xe rất mới. Và dòng xe Santa Fe này thì các bác thấy là cái form dáng của nó đúng không ạ? Cái form dáng của nó thiết kế nhìn rất hay, rất đẹp. Các bác nhìn xem, nhìn rất hay, nhìn rất đẹp luôn. Đây. Một vòng xung quanh cho mình xem nhá. Form dáng nhìn như kiểu những chiếc xe đời cao đúng không ạ? Chạy loại này thì vô cùng là sướng, vô cùng là thích, rất là êm đầm chắc chắn. Đấy, các bác nhá, rất êm đầm và chắc chắn luôn. Tuy rằng máy dầu nhưng mà lỗ êm như máy xăng luôn các bác nhá. Đấy, vâng, tiện em vừa quay hình thức, em vừa tả cho mình về chất lượng, chất máy, chất số của xe luôn. Các bác nhìn gì? Các bác nhìn xe. Các bác thấy thế nào ạ? Rảnh tay nhấn cho em xin phát like nhá, nhấn con xe này. Các bác thấy xe hay, thấy video hay thì nhấn cho em xin phát thích, phát like, phát tim nhá. Rồi chia sẻ cho em với. Đấy. Vâng. Cửa gió thổi về phía sau kia. Và kia có cái cửa gió kia nữa nhá, bên đây nữa. Đấy. Hai dàn điều hòa mà đúng không? Hai dàn điều hòa chia ra làm 3 vùng các bác nhá.
đấy, những cái đồ nhựa, những đồ da, những phần vị trí tắp đi, cánh cửa xe có bao nhiêu xe này thì được, có san dọc thì được, có san dọc P2009 có đẹp như này thì chắc chắn với các bác là không có nhiều, chắc chắn với các bác là không có nhiều trên thị trường. Đấy, ghế điện đây nhá, đấy, ghế điện luôn đây này, đấy, sàn thì rất đẹp, thông tin tem mác của xe là vẫn còn nguyên, khóa của xe vẫn rất là sáng đẹp như này. Đây này thì nó siêu lành, nó siêu bền rồi, đúng không ạ? Và nó siêu tiết kiệm luôn. Lúc mới của nó giá trị rất cao, đúng không ạ? Vâng, các bác cùng xem nhé, đây như này. Lòng vách cánh cửa này đẹp chưa? Bốn tắp đi cánh cửa xe ok chưa? Và ok đúng không ạ? Có chế độ nhớ ghế nhá. Đấy, có cụp gương nhá, chốt cửa đây, chỉnh mặt gương này. Đấy. Bốn kính điện đây. Kính điện auto luôn. Đấy. Từ cái vị trí ra này do mà sờ vào đít, cầm vào đít, đóng cửa ít mà. Mở cửa đóng cửa ít cho nên là nó vẫn còn được ok, đẹp đẹp như này coi nhá. Đấy, bật cánh này là cánh lái đúng không? Đây nhá. Các bác cảm nhận thế nào ạ? Ở đây có trơn trượt này, chỉnh đèn sáng tối này, đèn gầm này. Đấy. Chỉnh vô lăng chỗ này này. Cắp vô đây. Ok không bác ơi? Các bác thấy ok không ạ? Nói chung là các bác mà xem được video này thì cũng là được một trong những người rất là may mắn khi mình được biết xem đến cái video của em. Một con xe đẹp như này là không có nhiều trên thị trường và không phải lúc nào em cũng gặp được nó các bác nhá. Ở đây thì các bác thấy này, nó sẽ có một lúc bấm từ một chặng nằm vào tay nắm cửa này, đúng không ạ? Đấy, sơn si của xe rất là mượt mà bóng phẩy này. Rồi có đèn xi nhan báo rẽ nằm trên gương đây. Các bác cũng đã thấy đúng không ạ? Lốp nắp xe vẫn còn dày, na nó đúc thành đĩa hay thành ABS đầy đủ. Đấy, và la răng trẻ các bác nhá. Nó là form mới cho nên là la răng của xe nó sẽ là la răng trẻ như vậy. Và mặt nạ ga lăng của xe nó có sự khác biệt như này. Đấy, nó khác nhau nhá. Mặt nạ ga lăng của xe nó khác so với con xe mà đời thấp. Vâng. Đây, đèn đóm đây, rất mới luôn đúng không ạ? Rất mới. Ok nha, một vòng xung quanh xe. Các bác nào mà muốn xem thêm hình video thì nhắn tin kết bạn Zalo bên em theo số điện thoại hotline mà em sẽ gửi cho mình các bác nhá. Em sẽ tiến sẽ đọc cho mình. Đây. Có đèn bi cầu này. Đấy, xi nhan bao rẽ gương này. Bốc từ này, kính bọc dán rồi này, kính không xước này. Đấy, đặc điểm của xe cuối năm nhá. Và xe thì ok luôn, nó là xuất sắc. Các bác liên hệ gọi điện cho bên em theo số điện thoại hotline chính bên em là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838385, địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Ở bên em có đổi xe, có thu mua lại xe và có ship xe toàn quốc cho mình và có hỗ trợ làm sang tên đổi để cho mình các bác nhá. Đấy, bác nào có xe gì muốn đổi mang đổi cho, bác nào có xe gì muốn bán thì em mua lại cho giá tốt nhất cho mình luôn. Đấy, cuối cùng thì các bác mình nhấn tim, nhấn like, nhấn chia sẻ cho em với và nhấn những lần đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để xem thêm video clip khác bên em các bác nhá. Xin chào tạm biệt các bác.